Thấy cái máy gục này nó bị viêm á. Ủa bác, ủa Thanh đây hả? Em thấy con giỏi. Quá trời luôn. Em muốn mau hết mộng.
về là quá trời luôn. Sắp hết rồi, nãy giờ lấy sắp hết rồi. Tao thấy cục bụi cứng cứng không? Không, em thấy vậy là giỏi rồi. Lần đầu tiên tìm người lấy mộ mà lấy được như đây là quá xuất sắc rồi. Hai ba đứa được lên con xong nó chạy nó cười như thế xem sớm qua luôn. Chào mọi người. Cục này nó ghim, chịu khó chứ nha. Thanh niên mà như Nhiên đây, gì thanh niên, học sinh hoạt thế mới vợ à? Thế có một cái lớp 10 cũng có lớp 10 bác mình bắt chở đi nào mà quá thương, có bác nào vậy đó? suốt ngày sang cô nó bắt nạt cho nó đi Ừ, cái này đắp gì nữa? đập nghệ đập gì vậy đó thầy đập nghệ đập nghệ Này đắp đi rồi. Quá trời mọi. Quá giỏi, quá xuất sắc. Chánh điện thì có hai cầu thang lối đi lên trên chánh điện nha các bạn. Mới Ở bên phía có bên hai cầu đây thì phía bên đây với phía bên kia. Ở phía sau đó cũng có lối lên nữa. Các bạn thấy họa tiết những cái tiết tấu làm rất là sắc sảo. Có hai lối đi lên bò đi đi bộ lên nha các bạn. Trước đó dưới phía bên đây nè. Đồ đạc thì vẫn còn lộn xộn chưa sắp xếp hết. Chánh điện thì xong gần 90% nha các bạn. Giờ mình đi vòng ở phía ngoài chánh điện quay cho các bạn xem nha. Đang đi về hướng cầu thang ở phía sau chánh điện đi lên trên nè. Bác Thảo đang tiếp tục làm.
Được, đi lên. Ở đây là lối đi lên từ phía sau chánh điện nha các bạn. Có cửa đi vào. Này là cửa chính phía sau. Trước có tượng Phật này nè các bạn. Tượng này như chưa sơn xong. Ừ. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi vô chánh điện nha. Đây đang lắp đặt bóng đèn. Trên kia có hai ông thợ đang lắp bóng đèn nè các bạn. Bóng đèn ở dưới các bạn thấy á. Bóng đèn này gồm tới 3 tầng lận. Có tượng Phật cũng rất là bự. Tượng Phật rất đẹp nha các bạn. Bức tranh là từ tay sơn. Như các bạn đã thấy trên bức tranh, những cái bức tranh trên tường á là vẽ bằng tay, vẽ thủ công các bạn, chứ không có đúc khuôn gì hết trơn nha. Tinh trần nữa. Tinh trần này khó, tinh trần này khó hơn. Trên trần luôn nè. Rất là công phu tỉ mỉ. Cái cầu rất là to luôn. Mỗi bức tranh này đều có cái ý nghĩa khác nhau mọi người. Ý nghĩa của nó thì mình cũng không có rõ, không có gần lắm. Mỗi bức nó lên ý nghĩa có tuổi từ người sao á. Cho mình hai con giáp à. Rất là đẹp. Ở trên đây là nơi để các Phật tử cúng bái đốt nhang. Khi diễn ra lễ kiết giới Sima mình sẽ quay cho các bạn xem cận cảnh nữa nha mọi người. Rất là vui. Rất là đông người. Diễn ở buổi lễ thì diễn ra lận tận tới 3 ngày. Mình nhắc lại địa chỉ ở đây là chùa Sóc Quen Mới, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Quay cho các bạn xem cận cảnh ông Phật này.